đâu. Đúng rồi, đánh xe. Bu lên cục là tôi chết đại đó nha mấy má. Tôi không có lựa người đâu, tôi đứng chỗ tôi chết không được đó. Sai rồi, đợi chiếc xe khác đi chứ, toàn cái chân mày thấy ghê vậy mấy má. Có cái chân mày đó nè. Ồ. Cái phong cách 2018 người ta bây giờ là người ta làm chân mày đó đó hả? Quẩy trưởng thiệt. Trời đất ơi. Hai chị á, mai mốt là lựa xe cho đúng nha. Xe em là không có đi chỗ của hai chị đâu. Bỏ gì? Bỏ cái tạch nha. Em đi đây. Tạm biệt. Tắt đèn tình ta cho trời ơi. Nó gặp mình chạy lên mà nó còn không né cho mình nữa mấy má. Trời ơi. Đấy tôi chạy qua thì né cho tôi cái đi. Còn đụng tôi một cái mới chịu. Khổ khăn mấy chút đi. Rồi. Chạy đi cha. Ok, hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, thì xong thời gian thì mình đã quay trở lại và tiếp tục với cái tựa game Friend Bus Simulator. Thì hôm nay mình sẽ cho ra mắt các bạn một cái chiếc xe huyền thoại. Đó là chiếc xe của Phương Trang mấy má. Thì cái chiếc xe này mình thấy nhiều bạn cũng đã chạy nó trong cái tựa game SS2 rồi. Hồi đó mình cũng có chạy luôn. Thì hôm nay mình sẽ đưa nó vào cái game Friend Bus Simulator cho các bạn đã yêu cầu trong thời gian qua. Đấy, rất là nhiều bạn yêu cầu nữa mình sẽ quyết định đưa vào. Tại vì mình cũng đã có một cái con Phương Trang ở trong kênh mình rồi. Nhưng mà các bạn yêu cầu quá thì là ok, mình làm tiếp. Mặc dù nó trùng với cái chiếc kia nhưng mà không sao. Nói chung là game mới thì có cái chiếc này, game mới này thì nó chưa có chiếc này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chạy thử cái chiếc Phương Trang coi nó như thế nào nha. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục vào tập tiếp theo của cái series chiến xe âm nhạc của chúng ta nào. Let's go. Thui quá, thui mấy má. Đâu công nhận cái thùng ghét nó thui thiệt mấy má. Ok, đồ cho vui thôi. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Friend Bus Simulator nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm với con Phương Trang Futabuslin chất lượng và dinh dưỡng nè mấy má. Đấy, đây là con Phương Trang của chúng ta. Quá dữ. Mặc dù là tôi chưa edit được cái bản ở trên này nè mấy má. Cái bản Phương Trang trên này nè. Nhưng mà nói chung nhìn cũng ok rồi đúng không? Đâu có xấu lắm đâu. Đúng, đẹp trai rồi, với lại cái thằng tài xế thì nhìn cũng giống thằng tài xế của mấy Phương Trang nè. Cũng mặc áo xanh xanh vậy nè, nhưng mà nó không có cái logo thôi. Nói chung là thằng này nó đẹp trai đúng không? Đẹp trai là được rồi. Ok, giờ mình sẽ lên xe nào các bạn ơi. Lên xe bắt đầu chiếc hành trình đi có khách nào. Ok, đóng cửa lại mấy má. Đấy, vẫn là chiếc xe cũ nha các bạn. Mình có cái chiếc xe 2 tầng nhưng mà thật ra là cái con đó ít hình thành ở Việt Nam. Nên để từ từ ít bữa để mình rảnh mình làm thành. Nó vẫn có chạy ở Việt Nam đấy các bạn. Thì vài bữa mình sẽ thiết kế cái con xe 2 tầng đó thành xe của Việt Nam mình cho các bạn trải nghiệm. Còn mấy bữa nay tôi sẽ quay mấy cái clip mà của những xe nhà xe thịnh hành, xe khách của Việt Nam lên trước đã. Đấy, ok, giờ mình sẽ đề máy lên. Đấy, Z để mở cái bảng lên. Ok, thì hôm nay mình sẽ đi Hyper gì đó. Ok, đề máy lên nào. Yeah, ok, let's go. Rồi, mở cửa. Xăng còn không ta? Ok, đây mình. Mình sẽ ghé phải các bạn. Đây, ghé phải qua đây. Cái game này nó đồ họa xe rất là đẹp các bạn. Nhưng mà có mình thấy nè, mấy cái này mình nghĩ là nó chụp hình thực tế ngoài luôn nè. Mấy cái nhà này nè,
bởi vì nhìn nó hơi ảo ảo tôi mà nói chung là kệ đi. Quái, nói chuyện xong đã đời đèn đỏ luôn. Ok, mình sẽ tiếp tục rẽ bên phải nha. Đó, mình sẽ chạy theo cái đường mà. Mẹ chẳng ăn sao mẹ nó. Mẹ tôi cứ mỉm cười. Có bao giờ đấy, mẹ okay. Đâu. Qua được mấy cái đèn xanh đèn đỏ là cũng sức khỏe trong người rồi đó. Nhiều đêm thao thức ngoài đôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ lại cái bến xe của thành phố Lumber để chúng ta khách. Đây, ok, đã đến bến xe rồi. Rồi, ok, đậu đây nè, đậu lại. Rồi đó, thắng phát tay các kiểu. Ok, bây giờ mình sẽ xuống để rước mấy thằng nội này lên xe. Mở cốp lên nào. Đấy, để cho khách người ta bỏ đồ vô mấy mắt. Ô, oh, mấy bà nội này phải nhiều chuyện là bu lên một cục ở đây nè. Đứng không có đứng xen kẽ đâu, bu lên cục đứng mới chịu. Nhiều chuyện mấy mắt. Ok, bây giờ tôi mấy quý vị hãy lấy vé rồi để tôi check nào. Anh đi đâu? Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi thi nè các bạn, đi hai bên gì nè. Nói chung là đi thành phố đó đó. À, con mẹ đã bắt đầu đi cái chỗ này nè. Nhưng mà thật ra là mình không có đi đến đó, nên chúng ta sẽ từ chối nó. Đi chuyến xe khác nha chị. Đi đâu? Đúng rồi, đến xe. Bu lên cục là tôi chết đại đó nha mấy má. Tôi không có lựa người đâu, tôi đứng chỗ tôi chết cũng được nữa. Sai rồi, đợi chiếc xe khác đi chị ơi. Còn cái chân mày thấy ghê vậy mấy má. Còn cái chân mày đó nè. Ồ, cái phong cách 2018 người ta bây giờ là người ta làm chân mày đó đó hả. Để chủ nghiệp. Ok, đúng rồi anh, để em bán cho một cái tờ vé lên đi xe của em nha. Đây là cái hành khách người ta chưa có mua vé, nên người ta mua tại cái chỗ mua vé tại chỗ luôn á. Lên xe. Đúng rồi, lên luôn. Anh đi đâu? Đúng rồi anh ơi, lên luôn. Đi đâu? Đúng rồi, đi đâu? Đúng luôn. Còn con mẹ trong này. Luôn. Con mẹ này ba cũng làm chân mày không được tắm nữa nè. Hai con mẹ này, hai chị em sinh đôi đúng luôn. Xàm cứt. Đi sai cái địa điểm. Trời đất ơi. Hai chị á, nói mốt là lựa xe cho đúng nha. Xe em là không có đi chỗ của hai chị đâu. Bỏ gì, bỏ cái tạch nha. Em đi đây, tạm biệt. Ok, đóng cái cốp này lại. Hãy các bạn thấy xe phương trang của mình nó đẹp không? Đây là logo nè. Đó, để chờ, giữ chờ. Logo của phương trang. Quá dữ luôn chứ còn gì nữa. Để tôi đóng cửa lại, tôi chụp hình một bãi nha các. Nói chung là xe này hôm nay cũng rất là đẹp các bạn. Giờ tôi đi ra lộ luôn nè. Đẹp quá. Nói chung là xe hôm nay nó rất là đẹp nên tôi cũng rất là ưng ý. Rồi. Không có. Rồi, ok, chào mừng quý vị đã lên chuyến xe phương trang của em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái chuyến hành trình này. Mặc dù cái xe có vài người thôi, nhưng chúng ta vẫn đi thôi, ít hay nhiều thì cũng đi hết. Đấy, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Quý anh chị cần nhu cầu gì hãy kêu em nha. Em là Nguyễn Quý Gamer. Ok, em lên xe đây. Rồi, em sẽ đặt một số tính năng cho anh chị. Wifi nha. Cái hãy này bật mẹ nó đi. Rồi, mở đèn anh chị không? Rồi, mở cho anh chị cái đèn cho nó sáng sáng một tí. Rồi, mở tivi. Mở máy lạnh cho anh chị 23 độ luôn nha. Nếu mà có thấy lạnh quá thì nói với em hạ bớt xuống một tí. Ok, như cũng ok vậy đó. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình nha anh chị. Anh chị đã sẵn sàng chưa nào? Ok, để máy lên cái đã. À, nhưng mình còn số hay sao? Còn không? À, ok.
Okay, đi được chưa? Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ ra khỏi cái bến này nha anh chị ơi. Ủa sao cái bản đồ nó chỉ tôi từ lưa như vậy? À, mình phải bọc cái dòng này à. Ôi ơi, khổ. Trong này nó như một cái khu trung tâm thương mại vậy đó. Nó đi vòng vòng vậy đó. Đấy, bây giờ mình phải bọc cái bình này để mình ghé. Ẩu quá, chạy lên đề luôn mấy mắt. Đấy, bây giờ mình mới ghé bên trái nè. À, nhìn thấy đâu. Nhiều đêm thao thức ngoài đôi mắt mẹ vẫn thầm lặng. Rồi đó. Rồi tiếp tục ghé phải nha. Bên chỗ này không có đèn xanh đèn đỏ chạy sướng mấy mắt. Chứ không mất ngồi đợi đèn xanh đèn đỏ giờ. Mẹ tôi cứ mỉm cười. Như chúng ta đã ra được khỏi thành phố rồi sao á? Lại lo mình về lấy cái xoáy bò. Có một cái chạm xăng mà. Nhưng mà xe mình đầy xăng rồi. Khỏi đổ. Ok. À, phía trước chúng ta có một cái ngã tư. Tiếp tục chúng ta sẽ đợi một cái đèn đỏ nữa. Hình như ra đây là như ra khỏi được thành phố rồi đó. Chúng ta sẽ ghé trái nè. Đó. Đây là một cái con đường gừng các bạn. Thời gian trôi, tóc mẹ tôi đã bạc rồi. Hàng ngày dài đợi nè, ok, xong giờ, rồi mình sẽ ghé chạy qua đây, hình như lên cao tốc, à không phải, chúng ta vẫn đi trên cái con đường này. Không biết nhà mình có ai đi xe phương trang chưa các bạn. Mình cũng có đi mấy lần rồi. Nhưng mà có thể nói là hiện tại bây giờ nếu mà tôi có đi đi đâu xa là tôi cũng đi đều đi phương trang hết trơn á. Nói chung phương trang nó đi cũng rất là im. Mặc dù có nhiều vụ tai nạn nhưng mà không sao đâu. Tôi nghĩ là đó là một số xe thôi. Thật ra phương trang nó chạy dịch vụ nó rất là êm mà. Từ tài xế nó chạy rất là thân thiện cho đến những người lơn xe nó cũng thân thiện. Nói chung mình cần hỗ trợ gì nó đều hỗ trợ cho mình hết các bạn. Phương trang rất là tốt. Mình đã đi cũng được mấy lần rồi đó. Mình đi trên lên Sài Gòn này nọ rồi đó. Mình đều đi phương trang hết. Mặc dù nó cách nhà mình cỡ chừng 20 cây số nhưng mấy bác tôi cũng ghét chạy xe xe ra ngoài rồi mấy đi bắt nó đi. Vì sao trời đầy bắt duyên anh lớn là cùng người anh lớn là cùng người từ đây anh xin người yêu đừng oan trách hay giận gì anh nếu chưa chung con đường nhỏ nó chạy êm hết các bạn. Chạy những con đường như thế này nè, chạy lên cao tốc chạy không có đã. Mặc dù nó chạy nhanh thiệt nhưng mà thật ra chạy nó không có phiêu lưu bằng cái mấy con đường ở trong cái đường này, đường nhỏ vậy nè, hai bên là đường nhỏ thôi.
đường nó hơi ít đó các bạn. Và có thấy gì không? Thường mình chạy rất là đông xe, nhưng mà sau hôm nay mình thấy xe lưu thông trên đường nó hơi ít. Hay là mình trên cái đường nhỏ nên nó ít xe ta. Một tí mình vẫn lên cao tốc các bạn, tí vẫn lên cao tốc nên chúng ta sẽ coi mà xe nó ít hay là tại cái đường này nó ít xe. Rồi cái đèn mình là cái đèn này nè, cái đèn ghẻ nè. Các bạn thấy cái mũi tên, cái bảng mũi tên không? Hay cái bảng mũi tên ghẻ trái là cái đèn này. À. Ok. Chị đi xe em không chị? Ôi xe chạy rồi, em đi đây. Ủa chưa. Cái đó là chỉ cái làn đi thẳng thôi các bạn. Còn cái làn mình là làn ghẻ, nó chưa được phép đi. Là cái làn nó đi thẳng, nó đi thẳng nó qua hết rồi mới tới mình. Đấy, được đi rồi nè. Đây, ghẻ trái nè. Lên được cao tốc rồi các bạn. Lên được cao tốc Trung Lương rồi đó. Nhiều, còn cái đoạn nào mà mình đi trong cái đường nhỏ thì xe nó sẽ hạn chế lại. Hay, nói chung là cái game mình đánh như vậy là nó hay rồi đó. Chứ nó không có chung chỗ nào cũng xe như vậy. Mình rất thích cái game này tại vì cái đồ họa nó rất là đẹp, các bạn có thấy nó thực tế luôn không? Nhìn nó rất là thật luôn á. Chưa kể trời mưa còn đẹp nữa. Thì mình có chạy mấy cái chiếc trời mưa cho các bạn coi rồi đó. Thì các bạn nếu mà có yêu cầu chạy chiếc xe bus nào nữa thì các bạn hãy gửi cái mẫu xe đó về cho mình. Thì mình sẽ thiết kế nó lại trong cái game này. Đấy. Thì bữa có nhiều bạn hỏi cách làm sao để tải nó quá thì mình sẽ làm một clip cho các bạn rồi đó. Nếu bạn nào mà chưa có biết cách tải cái tựa game này thì xuống phần miêu tả mình có để cái link luôn đấy. Thì các bạn hãy coi hướng dẫn nha. Nói chung cũng rất là dễ thôi, nhưng mà game nó hơi nặng một tí nên mình ngồi phải ngồi đợi nó tải. Rồi chúng ta sẽ ghé bên phải qua đây. Ok, rồi đặt cái cua này nè. Đi đâu vậy ta? Hình như mình lên trên thì rồi. Cái cao tốc cũ mình đi nãy nè. Bây giờ mình lên trên cái làng ở trên. Em sẽ đi từ từ.
tình tôi đã biết em sẽ đi những gì tôi đã trao em sẽ đi một đoạn tình vui xóa đi một đoạn đời mình trao lời cho nhau chỉ là làng mà làm ngoài làng làng em sẽ đi khai ra đây luôn như có xe tai nạn tình ta chọn trao mình bắt được lại hết mình coi à còn gì không em đây có một xe nó bị tai nạn bên bên kia rồi các bạn chết mẹ rồi cản nó luôn à chạy đi mình đi nhiều chuyện trước cái đi các bạn thấy không có một xe nó bị tai nạn bên bên kia đường rồi ngoài ra nó chạy cao tốc đuổi về mình đuổi không biết rồi mới kêu đại con xếp con đang chạy về con lên xe nè phải xếp nha xe tải không phải chữ đây mẹ luôn từ rồi lên xe tiếp tục điều chuyển xong rồi đó rồi đi cái lên ngoài mới bị công an hú vô mấy mắt bây giờ phải chạy ghe lại nè đó rồi ra ngoài đang chạy công an nó kêu vô nó kiểm tra thôi nhưng mà xe mình là xe của Trang mà làm gì dễ gì bị dính lỗi nên nói chung là nó chỉ kêu vô kiểm tra chơi vậy thôi thật ra không có bị lỗi gì hết. Không né cho mình đó mấy má trời ơi đấy tôi chạy qua thì né cho tôi cái đi còn đụng tôi một cái mới chịu khổ than mấy chút đi. Rồi chạy đi cha còn 27 cây nữa
chị anh em cả. Đến nơi rồi nha, để em xuống em mở cốp cho anh chị lấy đồ luôn. Ok, xuống đi anh chị ơi. Ok, như vậy chúng ta đã vừa kết thúc được cái chuyến hành trình bằng cái chiếc xe Phương Trang này rồi đó các bạn. Ok, như vậy chúng ta đã vừa kết thúc được cái chuyến xe của nhà xe Phương Trang trong cái tựa game Fanbus Simulator này xong. Đó, các bạn có cảm thấy hay không nào? Đấy, nếu các bạn thấy hay đừng quên ấn cho mình một like. Nếu ai chưa ấn đăng ký thì các bạn hãy mau nhanh tay ấn đăng ký cho mình nha. Rồi các bạn hãy để comment cho mình biết là các bạn muốn làm cái nhà xe nào nữa. Thì tập tiếp theo mình sẽ làm cái nhà xe đó cho các bạn coi. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ nha. Yeah.